Thưa quý vị, hiện có nhiều cán bộ, người dân, các em lưu học sinh Lào đang sinh sống, công tác và học tập tại thành phố Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, nơi có nhiều sinh viên Lào đang theo học. Hàng năm, trường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa sinh viên hai nước, qua đó thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam, Lào. Ngày hội văn hóa Việt Lào với những hoạt động sôi nổi mà nghi thức của ngày Tết cổ truyền Bun Pi Mai của người Lào và hoạt động mang âm hưởng văn hóa Việt đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa qua, gồm nghi lễ Tết như búi tóc, kết hoa, nghi thức cúng, cắt bánh, nghi thức buộc chỉ tay và tè nước, các trò chơi dân gian, đá bóng nam nữ giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào, thưởng thức, giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Lào tại các gian hàng, cũng như Tết Nguyên đán của người Việt Nam. Tết Bun Pi Mai của người Lào là dịp để sum vầy, đoàn tụ cùng gia đình. Cho nên với việc nhà trường tổ chức ngày Tết này đã giúp cho các em sinh viên Lào có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày Tết Bun Pi Mai tại Việt Nam. Em cảm thấy rất vui, vì Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức ngày lễ hội này. Xa quê nhưng vẫn ấm áp, và em xin cảm ơn Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức ngày lễ hôm nay để cho người Việt hiểu hệ thống của người Lào. Em thường xuyên tham gia những hoạt động như thế này và em cảm thấy lễ hội rất là vui, rất là bổ ích, là tạo cơ hội để cho tụi em có thể giao lưu văn hóa Việt Lào với nhau, đồng thời là giúp các bạn Lào có thể hòa nhập hơn đối với môi trường và con người Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng là cơ sở giáo dục có truyền thống đào tạo uy tín trong đào tạo lưu học sinh đến từ các tỉnh Nam và Trung Lào theo học các chương trình dự bị tiếng Việt, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong năm học này, nhà trường có gần 140 em sinh viên Lào đang theo học. Để việc dạy học có hiệu quả, đồng thời tạo sợi dây gắn kết với sinh viên Lào, tạo một môi trường thân thiện cho các em. Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Lào ấm áp và nghĩa tình. Qua đó đã thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang theo học tại trường, cũng như các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng tham gia. Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng còn mong muốn rằng những cái ngày tháng đẹp đẽ tại nơi đây sẽ trở thành kỷ niệm và giúp cho lưu học sinh Lào cảm nhận được tình cảm của lãnh đạo nhà trường cũng như quý thầy cô giáo của Đại học Đà Nẵng và đại học, trong đó có Đại học Sư phạm và tất cả các bạn sinh viên Việt Nam dành cho lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Sư phạm Đại học Đà Nẵng của chúng tôi. Trong thời gian đến, nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt Lào để kết nối, vun đắp quan hệ hợp tác trong đào tạo lưu học sinh giữa hai nước, góp phần làm bền chặt tình đoàn kết Việt Lào. Như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.